Sống với búp bê tình dục sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân Sau 3 lần lấy vợ, người đàn ông vẫn không tìm được hạnh phúc Nhưng nhờ búp bê tình dục mà ông lấy lại được tinh thần Sau 3 lần lấy vợ rồi lại phải ly hôn Người đàn ông tên là Murray đến từ Queensland, Australia Mới tìm được sự kết nối cảm xúc sâu sắc cùng một cô búp bê tình dục Ông mua cô vợ cao 1m82 này từ năm 2008 Và đặt tên cô là Noni Dù cô làm từ chất dẻo tổng hợp, không thể nói cười nhưng điều đó không thể ngăn Murray tìm thấy mối liên kết về mặt tâm hồn với cô. Trả lời phỏng vấn trang ABC News, ông chia sẻ, nếu được lựa chọn, át hẳn ai cũng muốn chung sống với một người phụ nữ thực sự, nhưng điều đó không đúng với tất cả mọi người. Tôi đã từng kết hôn ba lần nhưng đều đổ vỡ. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử. Giữa nỗi cô đơn vây kín từng ngày, đó là lối thoát duy nhất. Sau đó, ông đã mua một cô búp bê tình dục đặt tên cô là Noni chỉ để khiến căn nhà bớt trống vắng. Nhưng ông Tin đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình và sống chung thủy với cô búp bê nhiều năm nay. Sau khi có cô búp bê này, Murray đã có người bầu bạn và bớt cô đơn hơn. Ông chia sẻ, mỗi khi trở về nhà, tôi nhìn thấy cô ấy và thầm cảm ơn Chúa rằng cô vẫn ở đây, căn nhà không còn trống vắng. Giữa chúng tôi không hề có khoảng lặng, tôi tâm sự với cô ấy mọi chuyện, bất kể lúc vui hay lúc buồn, cô ấy an ủi tôi rất nhiều.